Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Diomio. Video StarCraft ngày hôm nay sẽ tiếp tục là về Terran. Đồng thời, đây cũng là video cuối cùng về loài người tại Corpulu. Sau đó thì chúng ta sẽ dành thời lượng nhiều hơn để giới thiệu về các chủng tộc như Zerg và Protoss. Chính vì thế, hai đơn vị được giới thiệu trong hôm nay sẽ là những con át chủ bài của quân đội Terran. Bây giờ, hãy cùng nhau bắt đầu nhé! Và nếu như các bạn thích xem video tương tự như vậy thì đừng quên bấm like video này của Diomio và bấm đăng ký kênh nhé. Bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên chính là về Ghost. Như chúng ta biết thì cả ngoài đời lẫn trong các vũ trụ giả tưởng thì các phe phái luôn có cho mình những lực lượng đặc nhiệm. Đây là những đơn vị cực kỳ tinh nhuệ và thường hoạt động độc lập để thực hiện các nhiệm vụ như trinh sát, tình báo, phá hoại hậu phương kẻ địch. Terran ở trong StarCraft cũng như vậy. Họ sở hữu lực lượng Ghost vô cùng thiện chiến. Để giải mã sức mạnh của những bóng ma tử thần, sau đây hãy cùng nhau khám phá về lực lượng này nào. Đầu tiên là về quá trình đào tạo Ghost. Không những loại bộ binh thông thường khác của Terran chỉ được đào tạo qua loa chỉ vài tháng đã bị đá đít ra chiến trường. Ghost thường là những đứa trẻ có tài năng thiên phú về năng lực tâm linh hay PSY và bị đưa về cơ sở nghiên cứu để đào tạo trong nhiều năm. Nói tới đây, ắt hẳn các bạn sẽ chột dạ bảo, mô típ này có vẻ quen đúng không? Đúng rồi, do đa số tác giả của các vũ trụ giả tưởng đều hít chung một loại cỏ nên họ cho rằng để tạo ra một chiến binh hoàn hảo thì không gì bằng việc đào tạo chúng từ bé cho tới khi trưởng thành để chúng có thể trở thành những vũ khí chết chóc đúng nghĩa đen. Quá trình đào tạo Ghost có rất nhiều hạng mục khác nhau có thể kể đến như huấn luyện về kỹ năng cận chiến, huấn luyện sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí và khí tài cơ bản của Terran, đột biến và cường hóa bản thân bằng các loại hóa chất và các thiết bị được cấy ghép được thực hiện trong bể hình ống. Việc này giúp Ghost có khả năng cải thiện các giác quan một cách nhạy bén, nhanh nhẹn hơn, đồng thời giúp sở chỉ huy có thể dễ dàng kiểm soát và khống chế. Các thiết bị cấy vào người có thể kể đến như máy điều khiển tâm linh, thuốc điều chỉnh ký ức, v.v. Bản thân các Ghost thường xuyên ức chế thần kinh và tinh thần để kìm hãm năng lực tâm linh, vì nếu bộc phát hoặc sử dụng toàn bộ sức mạnh thì Ghost có thể trở nên mất kiểm soát hoặc bất tuân mệnh lệnh. Tiếp theo là huấn luyện khả năng chiến đấu tổng thể. Theo lời của Kerrigan thì năm cô 12 tuổi đã bị đưa đến một căn phòng, bị một người lính canh di súng vào đầu và cô được lệnh phải tay không giết chết người lính này trong trận đấu một mất một còn. Bên cạnh đó, cô có một vài bài huấn luyện với xác suất thương vong khá cao như ném một đống Ghost vào một mê cung không có ánh sáng, chỉ trang bị kính tầm nhiệt và phải chiến đấu với một lũ robot tự động cùng các ụ súng máy xài đạn thật. Tất nhiên, bọn robot này cũng không phải hạng xoàng đâu. Cứ nhìn hệ thống AI dẫn bắn trong khí tài Terran là các bạn có thể hình dung độ khủng khiếp và tàn khốc của bài huấn luyện này như thế nào rồi. Nhìn chung là những bài huấn luyện bóp nhau thì nhiều không tả xiết và nếu sơ sẩy thì bạn đều phải trả giá bằng mạng sống. Bên cạnh đó, sau mỗi nhiệm vụ, Ghost sẽ bị đưa vào bể hình ống để xóa ký ức về nhiệm vụ đó, tránh việc khi bị bắt giữ bởi quân địch sẽ làm rò rỉ thông tin. Chính vì vậy, nếu là Ghost thì bản thân họ sẽ như một công cụ giết chóc hoặc bị hạn chế ý chí tự do. Sau khi hoàn tất bài huấn luyện thông thường sẽ là cải thiện năng lực tâm linh bằng các bài huấn luyện đặc biệt, kèm với đó là phương pháp cho sử dụng các loại hóa chất hay dòng điện có công suất cao chạy qua não bộ. Việc này sẽ kích ứng khả năng tiềm tàng của các Ghost và căn cứ vào đó các nhà khoa học có thể có phương án kích thích hơn nữa hoặc kìm hãm khả năng tâm linh của đối tượng. Khi sử dụng các phương pháp này, thường khiến các Ghost bị tổn thương về tinh thần nghiêm trọng, dẫn đến việc mất hết trí nhớ trước đó. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, họ đã không còn là những con người bình thường mà trở thành một Cyber Psyker, đã bị mất đi hoàn toàn ký ức trước kia và được gắn cho một đoạn code để định danh. May lắm mới có một cái tên đàng hoàng, còn không chỉ là một đoạn chữ và số vô nghĩa. Sau đó, họ được vũ trang tới tận răng với rất nhiều công nghệ tiên tiến và bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mà bị thương thì Ghost sẽ đến các trạm không gian có tên là Science Vessel để tiến hành phục hồi và sửa chữa. Vì là các Cyber, tức nửa người nửa máy móc và được huấn luyện nghiêm ngặt nên sức mạnh của Ghost ở mức cực kỳ khủng khiếp so với người thường. Trong các đoạn cắt cảnh, Nova đã có thể huých bay một tên Marine nặng gần 1 tấn và vật ngã một tên còn lại. Nên mặc dù nhìn thon gọn vậy, nhưng thể lực của Ghost ở mức độ cực tốt và nhanh nhẹn. Bên cạnh đó, họ còn có khả năng siêu phản xạ kết hợp với thân pháp nhanh lẹ. Điều này được chứng minh khi Ghost dễ dàng vượt qua nhiều trụ súng tự động được AI điều khiển và tránh né đạn một cách thuần thục. Về năng lực tâm linh, còn được gọi là Psych của Ghost. Đây có thể coi là vũ khí mạnh nhất của Ghost. Mỗi Ghost sẽ được chấm cho thang điểm năng lực từ 1 đến 10. Tuy nhiên, năng lực tâm linh của họ vẫn chưa thể sánh bằng chủng loài Protoss. Một dân thường Protoss đã thừa sức làm nổ đầu con người mà không cần luyện tập gì. Nếu trải qua huấn luyện, họ có thể tạo ra các khiên năng lượng, biến các lưỡi dao hay tạo ra sấm sét, v.v.
Tuy nhiên, lịch sử Terran vẫn ghi nhận một số trường hợp Ghost đặc biệt có khả năng tâm linh ngang ngửa với Protoss như Nova hay Kerrigan. Ghost sử dụng năng lượng tâm linh từ bản thân não bộ tự phát ra, và đó cũng là đặc điểm mà làm cho họ trở nên đặc biệt so với các binh chủng Terran khác. Cơ bản nhất là khả năng thần giao cách cảm giúp họ có thể liên lạc với nhau mà không cần bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào, cũng như việc đọc suy nghĩ của kẻ khác hay ngăn kẻ khác can thiệp vào tâm trí của mình. Ngoài việc đọc suy nghĩ của đối phương, họ còn có thể truyền suy nghĩ của mình vào tâm trí kẻ khác và thuyết phục chúng làm theo ý mình, hay thậm chí là ám ảnh chúng đến mức phải tự sát. Vụ này nghe giống hệt mấy phim kinh dị phải không? Nhiều Ghost có năng lực tâm linh mạnh đến mức cho phép họ giết chết đối tượng bằng cách làm tổn thương não bộ của kẻ thù. Một người khỏe mạnh, bình thường, đang đi bỗng đau đầu rồi chảy máu mũi, máu mồm tuôn ra rồi chết. Thậm chí, một số họ còn có năng lực cao như Kerrigan hay Nova có khả năng giết chết rất nhiều đối tượng cùng một lúc theo cách này. Tuy nhiên, phải nói thêm rằng, năng lực này rất bá là như vậy, nhưng Terran vẫn có khá nhiều công nghệ chống lại năng lực này. Điển hình là các cột tạo xung năng lượng áp chế năng lực tâm linh, máy quét năng lực tâm linh, v.v. Về mặt trang bị, Ghost thường được mặc một bộ đồ da bó sát với dáng vẻ của một idol Nhật Bản, khiến nhiều con tim xao xuyến. Nói đến đây, nhiều anh em nhìn Nova thôi là không cầm lòng được rồi. Bộ đồ này được cấu tạo từ các sợi cơ nhân tạo có khả năng hấp thụ năng lực tâm linh của người dùng để tăng cường sức mạnh thể chất và đem lại khả năng tàng hình. Cách thức hoạt động của bộ giáp này làm mình liên tưởng rất nhiều đến bộ Nanosuit trong series Crisis, cũng sử dụng các sợi cơ nhân tạo như vậy. Bộ đồ cũng giúp người mặc khám phóng xạ, hoạt động trong môi trường chân không. Ngoài ra, combo trong bộ này còn có một kính đeo mắt, tác dụng cũng hệt như mặt nạ của Nanosuit vậy, với khả năng quét chiến trường, khóa mục tiêu, phân tích các tình huống tác chiến. Nhìn chung, nó được mô tả là sử dụng công nghệ tiên tiến nhất của Terran. Ghost vốn được đào tạo sử dụng thuần thục mọi loại phương tiện chiến đấu cũng như vũ khí cá nhân mà Terran biên chế. Tuy nhiên, nổi tiếng nhất là gắn liền hình ảnh bóng ma sát thủ phải kể đến bộ đôi súng trường C10 và C20A. Đầu tiên, hãy cùng đến với C10. Đây là khẩu súng trường bán tự động dài khoảng 1,2m với thiết kế nhỏ gọn dành cho lực lượng đặc nhiệm. Súng có băng đạn 24 viên, bán đạn cỡ 25 ly được sạc hoàn toàn bằng điện và đẩy đi bằng từ trường với gia tốc đầu nòng thuộc dạng hypersonic khoảng 1.734m/giây cho tới 3.439m/giây. Viên đạn bắn ra được mô tả là mạnh tới nỗi xuyên thủng được giáp của Six Tank rồi phát nổ bên trong, giết chết kíp lái hoặc phá hủy động cơ xe. Có thể thấy đây là một dạng đạn xuyên nổ đúng nghĩa. Bên cạnh đạn cơ bản, súng cũng sử dụng nhiều đạn khác tiêu biểu như EMP có khả năng phá hủy energy shield trên các khí tài của người Protoss, đạn E11 có khả năng tạo ra môi trường năng lượng và vô hiệu hóa khí tài của kẻ thù, đạn chiếu xạ tức viên đạn sử dụng bức xạ cực mạnh gây tổn hại không thể phục hồi, thường để chống lại các đơn vị sinh học như Zerg. Có thể thấy, vì là lính đặc nhiệm, nên Ghost được trang bị đủ thứ công nghệ để anti mọi loại binh chủng. Bên cạnh đó, súng còn có một số loại phụ kiện như ống ngắm có lưới tử tính để xác định tọa độ, quét mục tiêu, hệ thống cân bằng độ giật khiến mỗi phát bắn như xài súng đồ chơi, có thể bắn liên tục nhiều phát mà vẫn cực kỳ chính xác. Mô đun bù gió tăng độ chính xác khi bắn tầm cực xa, đồng thời nó cũng tính toán trọng lực và các yếu tố môi trường xung quanh. Nôm na, nó chính là AI giúp phân tích đường bắn. Tiếp đó là bộ giảm thanh với 16 vách ngăn giúp triệt tiêu hoàn toàn âm thanh. Về tầm bắn theo lore từng mô tả, thì Kerrigan khi ám sát bố của Arturus Minx đã sử dụng khẩu C10 bắn từ cự ly 5 km. Các bạn cũng cần lưu ý rằng đây là tầm bắn hiệu quả của súng, vì trên thực tế tầm bắn tối đa sẽ cho cự ly bắn xa hơn nữa. Khẩu C10 còn có một số bản nâng cấp, mà tiêu biểu nhất là C20A, là một phiên bản có khả năng bắn tự động mà vượt trội hơn so với C10 về mọi mặt. Đây là vũ khí đời mới mà chỉ một số ít Ghost được sở hữu. Có thể nói đến đây các bạn sẽ thấy, còn thiếu thứ gì đó về Ghost đúng không? Đúng rồi, đó chính là tia laser để dẫn bắn tên lửa hạt nhân, vốn là món đòn thương hiệu của Ghost. Nhắc tới họ là ai cũng nghĩ đến việc giã tên lửa vào đầu đối thủ. Đầu đạn hạt nhân sẽ được phóng từ một battle cruiser neo đậu ở trong không gian, hoặc bắn từ căn cứ của chỉ huy. Loại đầu đạn này được xếp vào dạng tên lửa chiến thuật cỡ nhỏ, sức nổ chỉ tương đương quả Fatman được thả vào Nhật Bản trong Thế chiến thứ 2. Việc chỉ điểm bằng laser thường được sử dụng giữa cuộc giao tranh của hai phe để tránh bóp nhầm quân mình. Tại thế kỷ 25, người ta đánh giá những đầu đạn với sức nổ 21 kiloton là hoàn toàn chấp nhận được và tạo ra thiệt hại vừa phải, phù hợp để sử dụng rộng rãi. Trên thực tế, Terran sở hữu rất nhiều đầu đạn với sức công phá cao đủ để xóa sổ một lục địa. Vâng, các bạn thấy đấy, với hai quả Little Boy và Fat Man đã khiến cả nhân loại trong thế kỷ 21 khiếp hãi và hàng năm đều có ngày để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số của vụ ném bom hạt nhân này. Vậy thì nếu những nạn nhân của Terran mà được tổ chức những buổi lễ kỷ niệm như vậy, có lẽ nó sẽ có dài suốt 365 ngày mất. Tóm lại, nếu bạn được nhập vai vào Ghost thì đây sẽ một lính trinh sát có khả năng tàng hình, siêu khỏe và nhanh nhẹn, có phản xạ gấp nhiều lần người thường, đồng thời là siêu xạ thủ bắn tỉa với những phát súng chính xác ở cự ly vài km.
bạn sẽ được trang bị khẩu súng triệt tiêu âm thanh để có thể đục thủng giáp trước của xe tăng MBT khá nhất thời điểm ấy. Đồng thời có thể đọc được suy nghĩ của đối phương, điều khiển đối phương hoặc thậm chí giết chết kẻ địch bằng một cái nhìn. Và chúng ta thấy được tính logic của phương thức tác chiến của sử dụng Ghost thể hiện rất rõ ở chỗ. Trong vũ trụ StarCraft, các phe phái đều sở hữu hỏa lực plasma hay đạn phản vật chất là vô cùng phổ biến. Chính vì vậy, các phương án bộ binh bọc thép hạng nặng như Marine hay Firebat với giáp từ 700 cho tới 1.500 kg cũng chỉ sống sót được khoảng 9 giây trên chiến trường. Đứng trước sự khốc liệt đó, Ghost là một phương án luồn sâu đánh hiểm, cực kỳ hiệu quả và giảm thiểu thiệt hại tối đa cho quân ta. Bây giờ hãy cùng nhau điểm qua một số phiên bản đặc biệt của Ghost. Đầu tiên là Gestalt. Trong nỗ lực tăng cường khả năng tâm linh cho lực lượng Ghost, thì các nhà khoa học của Terran Dominion đã nhận ra rằng tiềm năng về tâm linh của nhân loại rất hạn hẹp, cho dù có bị đột biến cũng không ăn thua. Và thế là vào năm 2502, họ đã đưa vào dự án có tên là Gestalt, với mục đích lai người Terran với Protoss. Và vào năm 2503, các nhà khoa học của Dominion đã thành công khi cho ra đời nguyên mẫu đầu tiên. Tuy nhiên, do được lai với Protoss, nên biến thể này cũng có quyền liên kết với hệ thống mạng tâm linh mang tên Kala của Protoss. Chính vì vậy, người Protoss đã biết đến dự án báng bổ này của người Terran và tiến hành tấn công, phá hủy ngay cơ sở nghiên cứu này. Tiếp theo là Spectre. Dưới sự hợp tác của Dominion và Umoja Protectorate, dự án Shadowblade đã được triển khai vào năm 2501 với đối tượng nghiên cứu là các Ghost lão luyện. Những đối tượng này được cho sử dụng hợp chất Terrazine giúp nâng cao khả năng tâm linh đến mức tương đương với người Protoss về nhiều mặt. Tuy nhiên, hợp chất này lại là một chất gây nghiện và cũng khiến cho đối tượng bị gặp phải các vấn đề tâm lý như trầm cảm, ảo giác hoặc thậm chí là hóa điên. Và nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng khi sử dụng nó thì sẽ phải có một chất ổn định đi kèm là Zorium. Tuy nhiên, sau đó các Spectre đã liên hệ với Umojan lập kế hoạch tấn công vào thủ đô của Dominion, nhưng thất bại nên kết quả chỉ còn khoảng 7 Spectre gốc từ chương trình này sống sót và dự án chính thức bị ngừng lại. Đó là toàn bộ về Ghost. Bây giờ hãy cùng nhau tìm hiểu về chiếc siêu phi thuyền không gian mang tính biểu tượng, đồng thời cũng gắn liền với tuổi thơ của khá các bạn 9X đời đầu. Đó chính là Battlecruiser, hay lũ trẻ trong xóm thường gọi thân thương là máy bay trâu vì độ trâu bò và cặp sừng ở đầu. Battlecruiser, hay còn gọi là tuần dương hạm, là tên gọi chung của các chiến hạm không gian Terran ở vũ trụ Corpulu. Chúng thường được dùng để đánh nhau trên không gian, cũng như làm căn cứ cho lực lượng tiến công vào một hành tinh. Do vẻ ngoài khá đồ sộ của mình, nên Battlecruiser thường được đóng ở các trạm vũ trụ to bằng cả một tiểu hành tinh, chứ không phải dưới mặt đất. Và Terran có rất nhiều các trạm vũ trụ kiểu này. Vì là một căn cứ di động, nên chúng được trang bị công nghệ Warp, hay còn gọi là Jump Space. Cơ chế hoạt động của nó thì mình đã miêu tả rất rõ trong tập 3 của series này rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Battlecruiser còn được chia làm nhiều lớp và mỗi lớp lại có những đặc điểm khác nhau tùy thuộc vào nơi sản xuất và thời gian nó được vận hành. Tuy nhiên ở đây, mình sẽ tập trung mô tả lớp tàu chính ở trong StarCraft 1 rồi điểm qua các lớp còn lại. Đồng thời, về phần số liệu thì xin được giải thích rằng các phần tiểu thuyết của StarCraft được phát triển qua rất nhiều giai đoạn. Do nhiều tác giả đã có sự không nhất quán về mặt số liệu, nó giống như kiểu Superman của DC có lúc kéo cả chục hành tinh nhưng đôi khi vẫn bị mấy thằng ất ơ bón hành vào mồm vậy. Và ở đây, phía Blizzard tuyên bố sẽ có sự mâu thuẫn, nhưng miễn là các tác phẩm vẫn do hãng phát hành thì đều tính là canon. Trở lại với nhân vật chính của chúng ta, Behemoth Class, loại Battlecruiser ở StarCraft 1, là chiến hạm không gian dài tới 5,6 dặm, tức khoảng 9 km. Tuy nhiên, một số đầu truyện mới thì mô tả rằng Behemoth lại có cùng kích cỡ với cả Minotaur Class, tức loại Battlecruiser ở StarCraft 2, với chiều dài khoảng 500 cho tới 1.000 m. Nhưng sự mâu thuẫn này lại tiếp tục diễn ra trong trailer game Heart of the Swarm, khi cảnh tượng chiếc Battlecruiser lớp Minotaur đâm chéo xuống phía xa thành phố với kích thước khổng lồ đến mức các tòa nhà chọc trời xuyên qua mây chỉ như những que tằm so với nó. Vậy ở đây, chúng ta đã tự có câu trả lời về kích thước thực sự của một chiếc Battlecruiser rồi đấy. Về phòng thủ, tàu được trang bị vỏ ngoài làm bằng Neo Steel và có lớp bảo vệ Energy Shield, tức các khiên chắn năng lượng tương tự như Protoss, nhưng trong game thì nhà sản xuất dẹp đi luôn. Sự bền bỉ của Neo Steel mình đã nói khá kỹ trong video trước rồi, còn về phần Energy Shield thì mình sẽ mô tả như sau. Máy bay Viking dài 5m hoặc phi thuyền không gian Great dài 16m bắn gãy súng thì không sức nổi sơn của Battlecruiser. Nói cách khác là Energy Shield của Battlecruiser rất dày và khả năng hồi phục nhanh tới mức bỏ qua sát thương của bọn này nếu chúng có số lượng quá ít. Chưa dừng lại ở đó, các chỉ huy của Terran mô tả rằng tên lửa hạt nhân cỡ Apocalypse tỏ ra không hiệu quả khi đem bắn Battlecruisers. Để hiểu thêm về khả năng phòng thủ của chúng thì mình sẽ phân tích một chút về loại tên lửa này. Đây là loại tên lửa được cho là có sức công phá mạnh nhất của Terran, ngay chỉ cái tên Apocalypse, tức là Khải Hoàn, đã nói lên sự không khoan nhượng khi sử dụng thứ vũ khí này. Nó được mô tả là có sức hủy diệt vượt xa các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mà nhân loại thế kỷ 21 từng biết đến.
quả bom nhiệt hạch mang tên Sao Hoàng mạnh nhất ngày nay có sức nổ đạt 50.000 kiloton, gấp 2.380 lần quả Fatman được thả vào Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, nhưng khi so với cả Apocalypse thì vẫn chỉ là trò trẻ con mà thôi. Tuy nhiên, Energy Shield và các hệ thống đánh chặn giúp Battlecruiser có khả năng tanh được loại đạn này, và theo mô tả thì việc hai chiếc Battlecruiser khi đánh nhau sẽ xả đạn Apocalypse như cơm bữa. Nhìn chung ở thế kỷ 25 thì tên lửa hạt nhân người ta chỉ coi như là mấy quả Tomahawk hiện nay chứ chẳng có gì to tát cả. Sức phòng thủ là thế, giờ ta hãy đến khả năng tấn công của chiến hạm này nào. Vũ khí cơ bản của nó là các tháp pháo laser, ngoài ra còn có trang bị pháo Yamato Cannon và Nuclear Warhead, tức là các tên lửa hạt nhân như mình đã nêu bên trên. Tuy nhiên, lớp Behemoth đã được đưa vào sử dụng từ năm 2478, nên nhìn nhận là đã lỗi thời, song vẫn có rất nhiều phe còn tận dụng và cải tiến, mà tiêu biểu là Hyperion, phi thuyền của nhân vật chính Jim Rayner. Về pháo laser, nó được trang bị thành các ụ gắn rải rác trên thân tàu, nhìn chung là mấy khẩu pháo đủ sức bào mòn Energy Shield của Battlecruiser, pháo kích từ ngoài không gian và các bề mặt hành tinh. Về Yamato Cannon, đây được đánh giá là một trong số các loại vũ khí hiệu quả để các Battlecruiser đấm vào mặt nhau hoặc đấm vêu mồm phi thuyền cỡ lớn của Protoss hoặc Zerg. Một phát Yamato có thể làm tê liệt một chiếc Behemoth. Xin nhắc lại là tê liệt, chứ bình thường nó phải tranh vài phát mới toi. Uy lực của khẩu pháo này đủ sức thổi bay một siêu đô thị với chỉ một phát bắn. Bản chất của nó là một khẩu pháo plasma cỡ nòng vài trăm mét với hơn 100 kỹ thuật viên và AI vận hành cùng một lúc. Nó tạo ra một siêu vụ nổ hạt nhân được nén lại thành một luồng và bắn theo một phương đã được định hướng. Nhìn chung cái này thì gameplay có thể mô tả đúng, khi Battlecruiser sạc pháo và bắn một phát thì bất kỳ đơn vị nào sẽ bầm dập mặt mũi. Tiếp theo là Nuclear Warhead. Ngoài các thông tin về sức hủy diệt như mình đã nêu trên, thì một số loại đạn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân được cải thiện tầm bắn bằng cách gắn các warp driver giúp tên lửa đủ khả năng bắn từ hệ sao này qua hệ sao khác, tức là hệ mặt trời này qua hệ mặt trời khác. Để rõ hơn về cách thức tác chiến cũng như tầm hoạt động của Battlecruiser, mình sẽ mô tả về việc hai siêu phi thuyền này đối đầu với nhau. Sau khi phát hiện nhau thì chúng sẽ giao chiến như sau. Terran có radar FTL, đủ khả năng theo dõi tàu địch trong khoảng cách một hệ sao. Sau khi phát hiện đối phương áp sát ở cự ly 150 triệu km thì Battlecruiser bắt đầu phóng ra các phi cơ chiến đấu đánh chặn ra. Đây là khoảng cách trung bình để các chiến hạm Battlecruiser tác chiến hiệu quả, vì trên thực tế các phi cơ cũng như tên lửa hạt nhân có tầm di chuyển xa hơn thế nhờ khả năng warp. Tuy nhiên, các vũ khí còn lại của Battlecruiser chỉ có tầm bắn khoảng vài triệu cho tới chục triệu km. Một lớp tàu Behemoth vốn là một căn cứ di động có thể chứa từ 6.000 cho đến 9.000 thủy thủ và đồng thời vận chuyển nhiều khí tài quân sự, xe tăng, máy bay, v.v. Chính vì thế, khi phát hiện kẻ địch từ xa thì Battlecruiser sẽ phóng ra cả trăm tiêm kích đánh chặn, đồng thời bắn giao lưu tên lửa hạt nhân. Và nếu mà giải thảm hủy diệt bằng vũ khí hạt nhân không ăn thua thì khi áp sát được khoảng cách hiệu quả hơn chục triệu km sẽ là đến màn giao lưu pháo laser và Yamato Cannon. Bên cạnh đó, các chiến hạm Battlecruiser đời mới còn có tính năng dịch chuyển tức thời để tránh né đạn, đặc biệt là tránh né các phát bắn đến từ pháo Yamato. Tính năng này thường sẽ có ở lớp Minotaur hoặc các phi thuyền Behemoth đã được cải tiến, ví dụ như Hyperion. Nhìn chung trong StarCraft, Veteran luôn cố gắng giữ khoảng cách an toàn khi giao chiến bất kể trong không gian hay trên bề mặt hành tinh. Tác chiến ở trong lore là thế, chứ vào gameplay thì nhà sản xuất đã nerf khá khá tính năng của các đơn vị cũng như thu nhỏ kích cỡ chiến hạm để phù hợp hơn với trò chơi. Việc này vô hình chung đã làm nhiều game thủ nhầm lẫn giữa lore và game. Như đã nói ở trên thì Battlecruiser là tên gọi chung của một dòng chiến hạm không gian, vì vậy theo lore ghi nhận thì có ít nhất 6-7 lớp chiến hạm với đặc tính kích cỡ khác nhau. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số lớp chính. Đầu tiên là Minotaur Class, hai loại Battlecruiser ở trong StarCraft 2. Nó được chính thức đưa vào phục vụ vào năm 2502. Với kích thước tàu thì tương tự như Behemoth Class, nhưng đã được cải tiến hệ thống lò nhiệt hạch cho hiệu suất cao hơn. Vũ khí chính vẫn là các tháp pháo laser, thay khẩu Yamato Cannon bằng Type V Yamato Cannon to hơn, mạnh mẽ hơn, bổ sung thêm Defensive Magic, kỹ năng tạo nên khiên chắn trong một khoảng thời gian nhất định, giúp gia tăng sức phòng thủ hơn nữa. Chỉ với khiên năng lượng đã khiến Battlecruiser châu bò thì khi được trang bị thêm Defensive Magic, những chiếc Battlecruiser trở nên vô cùng khó để xuyên thủng. Sau cùng là công nghệ Teleport, tức dịch chuyển tức thời giống tuyệt chiêu của Goku vậy. Nó giúp tàu cơ động hơn và tránh né được các vũ khí hạng nặng nhắm tới, bất ngờ áp sát hoặc sử dụng để giữ khoảng cách với kẻ địch. Tiếp theo là Gorgon Class, lớp tàu dùng trong vụ càn quét tàn quân của Zerg ở Char. Gorgon Class được đưa vào sản xuất và sử dụng năm 2504 và được cho là to hơn hẳn hai lớp kia với phi hành đoàn gấp rưỡi. Vũ khí bao gồm 23 lỗ phóng tên lửa G23 loại ship-to-ship, tức là dạng tên lửa đối hạm chuyên dụng. 145 ụ phòng thủ, các vị trí ụ phòng thủ này người ta có thể tùy biến lắp pháo laser hoặc trụ missile turret.
tức là cái ụ phòng không cao 15 mét được xây dưới đất của Terran, chỉ khác là giờ nó được gắn lên thân tàu Battlecruiser. Đây còn được coi là lớp chiến hạm không gian lớn nhất được sản xuất với số lượng lớn của Dominion tính đến hiện tại. Để mô tả về sự hiện đại của nó thì chỉ nói ngắn gọn là đẻ sau thì tất nhiên sẽ mạnh hơn nhiều lần lớp cũ rồi. Cuối cùng là UED Battlecruiser, là chiến hạm không gian của UED, được coi là một Super Battlecruiser về kích thước và công nghệ của nó. Tuy nhiên, do vấn đề về kích thước quá lớn nên nó không tương thích để đóng mới trên các trạm vũ trụ ở Corpulu. Chính vì vậy, số lượng loại này rất ít và toàn có xuất xứ từ những vùng đã là thuộc địa của UED từ lâu. Các công nghệ của nó tiên tiến tới mức sau Brood War thì Dominion đã cố gắng copy lại AI của UED Battlecruiser, nhưng hiện tại thì vẫn bó tay và nó được ghi nhận là vượt xa hiểu biết của Terran hiện tại. Đây có thể được gọi là Battlecruiser mạnh mẽ nhất từng xuất hiện ở trong lore. Nó là nắm đấm thép của nhân loại, là cơn ác mộng của các giống loài ngoài hành tinh. Có thể thấy là mặc dù mang tên Battlecruiser, nhưng kích cỡ của các tàu lại là vô cùng đa dạng, từ 500m cho tới hơn 13,5km, phục vụ cho nhiều loại hình tác chiến khác nhau. Chính vì thế, khá nhiều người lú và khó xác định được các lớp cũng như kích thước của nó. To lớn và mạnh mẽ là thế, nhưng Battlecruiser vẫn được sản xuất hàng loạt ở Corpulu. Thậm chí chỉ một nhóm phiến quân như Raynor Riders cũng có thể sở hữu cho mình một hạm đội hùng hậu rồi. Điều này là một minh chứng thể hiện mức độ con nhà giàu của người Terran. Và đó cũng là tất cả những gì bọn mình muốn mang đến cho các bạn về Ghost và Battlecruiser. Có thể thấy một trong những lý do mà người ta yêu thích Starcraft hay yêu thích Terran nói riêng đó chính là nhờ Sick Tank và Battlecruiser. Hiện tại thì trong nền văn hóa đại chúng Mỹ, Battlecruiser vẫn là một trong biểu tượng hình mẫu phi thuyền tương lai, và nhắc đến Starcraft thì người ta có thể nghĩ ngay đến Battlecruiser. Thông tin vừa rồi đã kết thúc video thứ tư về Starcraft, cũng là video cuối cùng về Terran. Các tập tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau dành thời lượng cho hai chủng tộc còn lại sẽ được lên sóng. Rất mong sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh Diomio để ủng hộ mình. Nếu thấy dở, hãy dislike để mình có thể cải thiện ở trong video kế tiếp. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn rất sớm thôi.